Thưa quý vị, chiều tối nay, ngày 18 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp chủ chốt. Hội nghị được truyền trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, 94 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, lãnh đạo một số bộ ngành, hiệp hội phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả công tác ngoại giao kinh tế thời gian qua, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy ngoại giao kinh tế thời gian tới đạt hiệu quả nhiều hơn nữa. Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát về những kết quả tích cực của kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt, bảo đảm các cân đối lớn, thị trường lao động được bảo đảm. Có được thành quả như vậy là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành tích cực của Chính phủ, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương sự đóng góp tích cực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng nhận định, tình hình ngày càng khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, thực tế vừa qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có kinh nghiệm hơn, bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, tin tưởng thời gian tới, các cơ quan đại diện sẽ làm tốt hơn. Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, mục tiêu tăng trưởng GDP của chúng ta đề ra sẽ cao hơn, từ 6,5 đến 7%. Nếu đạt được mục tiêu này thì sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Chúng ta đã thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá hạ tầng, nhất là phấn đấu mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc đến cuối năm 2025, cải tạo các tuyến đường sắt, xây dựng mới các tuyến đường sắt tốc độ cao, xây dựng các cảng biển lớn. Thủ tướng đánh giá, Việt Nam có vị trí trung tâm địa chính trị ở châu Á, do đó chúng ta đang tiếp tục đầu tư, phát triển các sân bay mới như sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng các sân bay hiện hữu như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Chúng ta đang đẩy mạnh hạ tầng xanh, hạ tầng số, hạ tầng chống biến đổi khí hậu. Vì vậy, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp, các bộ ngành cần tập trung nghiên cứu giải pháp mới, đột phá trong thu hút đầu tư, tài chính trong phát triển, nhất là phát triển các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó kêu gọi vốn, tài chính của các nhà đầu tư, đối tác, kêu gọi chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hợp tác để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, dựa vào khu công nghiệp, chuyển đổi số, tham gia tích cực lĩnh vực biến đổi khí hậu, kêu gọi sự hỗ trợ, tiếp tục thực hiện tuyên bố GETP, tiếp tục thu những quản trị thông minh, hiện đại. Các ông chí phải nắm chắc thông tin, nắm chắc thông tin rồi đề xuất các cái cơ chế chính sách, đề xuất cái phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Trên cơ sở đó chúng ta cùng nhau phối hợp trong nước, ngoài nước với một cái tinh thần là luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn chặt chẽ và kịp thời hiệu quả. Với cái tinh thần là nắm chắc cái tình hình, bám sát cái xu thế, rồi quyết liệt triển khai và hành động một cách sáng tạo, mang lại cái hiệu quả thiết thực. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng với khai thác hiệu quả hơn 6 triệu người là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cần nắm bắt từ sớm, từ xa các xu thế phát triển của khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý thông minh để kết nối trong và ngoài nước chặt chẽ, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Trong đó, thông tin cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo triển khai bảo hộ công dân vụ 4 người Việt tử vong ở Thái Lan. Thông tin về công tác bảo hộ công dân về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok, Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan điều tra làm rõ vụ việc, thực hiện các bảo hộ, các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam và yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra theo đề nghị của phía Thái Lan và sớm xác minh nhân thân của các nạn nhân.
đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định. Và đồng thời thì Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan để cập nhật tình hình, hỗ trợ công tác điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc và tạo điều kiện để Đại sứ quán triển khai các cái biện pháp bảo hộ công dân. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới. Thưa quý vị, hiện nay, trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0, các thế lực thù địch triệt để tận dụng mạng xã hội và mục đích chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia vào cộng đồng mạng để tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh thế trận toàn dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, cũng như phản bác, đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội nói riêng, cần phải xác định rõ đây là công việc chung của cả hệ thống chính trị với sự chung tay góp sức của đông đảo người dân. Hệ thống chính trị cần phải vào cuộc một cách đồng thời ở trên mọi mặt trận, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Trong đó thì có bao gồm cả cái phần giáo dục, cái hệ thống giáo dục của chúng ta từ cái cấp nhỏ nhất đến cấp cao nhất, và giáo dục mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương diện đều phải quán triệt cái tư tưởng, cái nền tảng, cái gốc đó là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế giới vận động, công nghệ vận động và nền tảng mạng xã hội nó càng ngày càng phát triển, càng ngày càng phát triển theo hai mặt, cả mặt tích cực và cả mặt tiêu cực. Và cũng chính vì thế đặt ra cho chúng ta một cái thách thức càng ngày càng lớn, to lớn và nghiêm trọng trong vấn đề là chúng ta phải luôn luôn phải có cái sự đổi mới đấy, phải đổi mới, phải thích ứng để mà gì? Để mà một mặt là chúng ta có thể phát huy được cái mặt tích cực của nền tảng mạng xã hội, nhưng mặt khác là để chống lại được những cái xu hướng tiêu cực. Trên thực tế, công tác xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong thời gian qua không ngừng được đẩy mạnh, tiến hành liên tục, đồng bộ, hình thành mạng lưới rộng khắp từ trung ương tới địa phương. Công tác quản lý mạng xã hội, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, xấu độc được chú trọng. Hệ thống các chuyên trang, chuyên mục, trang mạng phản bác các quan điểm sai trái không ngừng mở rộng, nâng cấp. Những đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội, những nhiệm vụ của họ cũng được phân công để mà theo dõi các cái mạng xã hội. Đồng thời họ cũng đấu tranh rất là cương quyết trên mạng xã hội dưới nhiều cái ngôn từ và nhiều cái phương thức khác nhau, gia nhập vào các cái nhóm đồng đẳng trên mạng xã hội để tỏ ra những cái ý kiến có thể nói là tương đồng với những cái ý kiến của mạng xã hội. Sau đó thì lái và chuyển những cái sai trái của cái mạng xã hội đi theo cái hướng tích cực, là theo cái chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Không gian mạng là vùng lãnh thổ đặc biệt đang bị các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng và nhà nước ta. Do đó, chúng ta càng không thể xem nhẹ trận địa này và cần phải tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trên cơ sở phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ động phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu để đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Có cán bộ đảng viên của chúng ta cũng đã bắt đầu thực sự bắt tay vào rồi. Bắt tay vào đây không phải chỉ là hô hào. Anh tham gia, anh có những bài viết, tham gia bày tỏ những ý kiến chính kiến tích cực, qua đó thì nhân dân người ta cũng bắt đầu vào rồi. Tham gia và đấu tranh trực diện với các cái luận điệu chống phá thù địch đấy vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta ở trên mạng xã hội. Thưa quý vị, đợt tăng lương cơ sở kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua đã mang lại nhiều lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức và người được thụ hưởng chính sách.
Tuy nhiên, nhiều người lại canh cánh nỗi lo, tình trạng giá cả hàng hóa dịch vụ cũng sẽ lại tăng theo mức lương mới. Điều này tạo áp lực cho công tác điều hành và bình ổn giá. Việc tăng lương có ảnh hưởng đến lạm phát hay không? Đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở chính thức điều chỉnh tăng thêm 30%, từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng trên một tháng. Lương hưu cũng được điều chỉnh tăng 15%, mức lương tối thiểu tăng 6% so với năm 2023. Đa phần người dân lo ngại giá cả hàng hóa sẽ tăng theo, thậm chí nhanh chân tăng trước như một số lần điều chỉnh lương trước đây. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, rồi là những mặt hàng phục vụ đời sống người dân thì bắt đầu đã âm thầm tăng giá ngay trước khi hoặc trong khi mà chúng ta có những thông tin về tăng lương cơ bản lên 30%. Thì tất cả những yếu tố đấy người ta đánh giá là cái lạm phát kỳ vọng là cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái lạm phát thật trong cái thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng khi tăng lương, dù là mức tăng cao nhất từ trước đến nay 30%, nhưng chỉ ở khu vực công, việc tăng giá hàng hóa dịch vụ cũng chỉ diễn ra cục bộ và được dự báo từ trước. Vì vậy, cơ quan quản lý đã lường đón và có giải pháp đồng bộ để kiểm soát lạm phát. Hiện tượng thường thường là bao giờ? Lương tăng thì giá tăng. Đấy là một hiện tượng, một quy luật, đúng không? Thế tại sao lại như vậy? Thế thì trong cái vấn đề lương tăng, giá tăng thì cái vấn đề quan trọng nhất là sao? Là nếu phải kiểm soát, có nghĩa là tránh một cái hiện tượng là tát nước theo mưa, người ta dùng hình ảnh, đúng không? Thế thì trong bối cảnh đó thì nhà nước thì theo tôi biết được là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban điều hành giá, cũng đã giao trách nhiệm cho các bộ các ngành, đặc biệt là cơ quan quản lý giá cũng như tổng cục quản lý thị trường, làm sao kiểm soát được vấn đề này. Người tiêu dùng hiện vẫn mang tâm lý thận trọng chi tiêu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng chưa đến 9%, trong khi mức trước dịch COVID-19 là 11-12%. Hiện Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương và Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giá cả, thị trường, tránh tình trạng tăng giá theo tăng lương đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hàng hóa do nhà nước quyết định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, trong những ngày tới, một vùng áp thấp trên khu vực miền Trung Philippines có thể đi vào Biển Đông và gây mưa ở nhiều khu vực. Trong khoảng ngày mai 19 tháng 7 đến 20 tháng 7, vùng áp thấp có khả năng di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, nên tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển còn kéo dài trong những ngày tới. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đối với tình hình thời tiết trên đất liền, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Từ đêm 19 đến 20 tháng 7 và từ đêm 23 đến 27 tháng 7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cũng trong thời gian này, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Căn cứ vào nhận định thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông suối có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất để chủ động phòng tránh. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung vào việc tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, đồng thời tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết mưa lớn kèm dông lốc sét từ ngày 14 tháng 7 đến nay đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương, trong đó chủ yếu là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến phố thủ đô Hà Nội, hệ thống dây điện cáp viễn thông chưa được hạ ngầm, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Tại một con ngõ trên đường Đê La Thành,
Ngõ đã nhỏ, nhưng các búi dây điện, dây cáp răng kín lối, vắt từ các cột điện phía bên đường kéo dài vào khắp ngõ, khiến người dân cũng không khỏi lo lắng. Để như này rất sợ phòng cháy, chữa cháy, đề nghị để giải tán đỡ đi, chứ để cái dây như thế này không ổn, rất mất an toàn, nên sợ cháy nổ. Tại một con ngõ khác cũng trên đường Đê La Thành, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Từng búi dây dợ chằng chịt như một mớ tơ vò. Thậm chí những đường dây này còn trũng thấp hơn cả cửa nhà của các hộ dân. Có nguy hiểm thì tự dưng các cháu nhìn nó đường nó sệ dập như này, đường dây điện sệ này rất là nguy hiểm chứ. Thí dụ như là mưa gió bão chẳng hạn, người đi ở dưới là sẽ rất là ảnh hưởng. Đang nói tình trạng này không phải chỉ cá biệt trên một vài tuyến phố hay con ngõ, dường như lại khá phổ biến. Người dân thì buộc phải sống chung với thực trạng, thậm chí còn tận dụng làm dây phơi quần áo, nhìn rất mất mỹ quan mà lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường khi chẳng may xảy ra chập điện. Tôi là cũng thấp thôi, 1m56 thôi, nhưng mà đi xe là gần vướng dây điện rồi. Có những người cao là người ta đi thì rất vướng, có khi chạm đến đầu họ. Nếu mà xảy ra cháy nổ ở đây, những cái ngõ hẹp thế này là rất là sợ, ảnh hưởng bao nhiêu thứ. Trước thực trạng nhiều khu vực vẫn phải sống chung với nguy hiểm từ hệ thống đường điện, cáp viễn thông chưa được ngầm hóa, người dân mong muốn Hà Nội sẽ tích cực triển khai kế hoạch hơn nữa để bảo đảm an toàn đời sống cho mọi người, đặc biệt trong các con ngõ nhỏ. Thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật, chương trình nghệ thuật chính luận Vĩ Tuyến 17 Khát vọng hòa bình dự kiến được tổ chức vào tối ngày 19 tháng 7 tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, xin được lùi lại vào thời gian thích hợp. Chân thành cáo lỗi với quý vị đại biểu và quý khán thính giả. Trân trọng cảm ơn.